Kitty. Chào mừng quý phụ huynh và các bé đến với chương trình tiếng Anh tại nhà cho trẻ Alo Kitty. Trong video này, Alo Kitty sẽ hướng dẫn phụ huynh cách tải phần mềm Alo Kitty trên điện thoại và máy tính bảng, cùng cách đăng nhập và kích hoạt tài khoản. Xin mời quý phụ huynh cùng theo dõi. Phần 1. Tải app. Để tải phần mềm Alo Kitty trên điện thoại hoặc máy tính bảng hệ điều hành Android, quý phụ huynh thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Vào ứng dụng CH Play hoặc Google Play, trên thanh tìm kiếm gõ Alo Kitty. Bước 2. Tìm biểu tượng Alo Kitty có hình chú mèo máy và chữ Alo màu cam nền xanh da trời, nhấn vào và tải về. Để tải phần mềm Alo Kitty trên điện thoại hoặc máy tính bảng hệ điều hành iOS, quý phụ huynh thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Vào ứng dụng App Store, trên thanh tìm kiếm gõ Alo Kitty. Bước 2. Tìm biểu tượng Alo Kitty có hình chú mèo máy và chữ Alo màu cam nền xanh da trời, nhấn vào và tải về. Phần 2. Kích hoạt tài khoản. Trên thẻ học được gửi về cho quý phụ huynh có ghi mã code giống như trong hình. Dưới thẻ cũng có lưu ý, mã số chỉ kích hoạt một lần duy nhất. Như vậy, sau khi kích hoạt thẻ thành công, mã thẻ học không còn giá trị. Nếu ba mẹ muốn cho bé học trên thiết bị khác, ba mẹ chỉ cần đăng nhập và không cần nhập lại mã code đó. Bây giờ, chúng ta cùng hãy xem các bước kích hoạt nhé. Để bắt đầu học, ba mẹ nhấn nút đăng nhập góc phía bên phải màn hình. Sau đó điền tên đăng nhập là số điện thoại đăng ký mua khóa học. Mật khẩu là 123456. Sau khi hoàn tất, ba mẹ nhấn nút đăng nhập. Để kích hoạt khóa học, ba mẹ nhấn vào ô mã kích hoạt ở góc dưới bên phải màn hình. Sau đó điền đầy đủ ký tự trên thẻ học. Khi hoàn tất, ba mẹ nhấn nút kích hoạt. Với lần đăng nhập tiếp theo, vẫn hiện lên cửa sổ nhập mã kích hoạt. Quý phụ huynh chỉ cần nhấn dấu X tắt cửa sổ đó đi. Phụ huynh cũng lưu ý nếu gặp phải một số lỗi dưới đây. 1. Đã kích hoạt xong không thấy bài học. Phụ huynh vui lòng xóa hẳn ứng dụng và tải lại, nhấn cho phép truy cập âm thanh, hình ảnh và mic. 2. Đã kích hoạt thẻ học nhưng bài học vẫn không học được. Phụ huynh vui lòng xóa ứng dụng đi, tải lại. Lưu ý khi đăng nhập chỉ nhập số điện thoại và mật khẩu, không nhập lại mã code. Trường hợp phụ huynh quên mật khẩu, liên hệ với số hotline 0971700035 để được hỗ trợ. Trên màn hình chủ, phía bên trái có danh sách 4 chương trình học chính bao gồm tiếng Anh, toán tiếng Anh, luyện thi Cambridge và Live Class. Chương trình tiếng Anh gồm các khóa học Phonics, Pre-Starters đến Flyers được xây dựng dựa theo chương trình Cambridge Young Learners. Phụ huynh cho các bé học khóa dựa theo kết quả của bài kiểm tra đầu vào. Ví dụ, bé bắt đầu với khóa Starters 1. Bé nhấn vào trình Starters 1. Trong mỗi trình có các bài học khác nhau chia thành các unit. Mỗi unit gồm các phần giúp bé học từ vựng, ngữ pháp, 4 kỹ năng nghe nói, đọc viết và giải trí. Các bé nên học theo thứ tự: từ vựng, bài học, mẫu câu, luyện đọc, luyện phát âm, luyện nghe hiểu, luyện nói, trò chơi và bài hát. Từng phần đã có hướng dẫn thao tác cụ thể trên máy, phụ huynh và bé chú ý thực hiện theo nhé. Chương trình toàn tiếng Anh gồm các khóa từ mẫu giáo đến lớp 5 giúp các bé có những trải nghiệm thú vị với kiến thức toán học theo từng cấp độ. Các bài học cũng được chia ra thành các unit. Mỗi unit có phần học theo thứ tự như sau: từ vựng, bài học, luyện tập và trò chơi. Các bé hãy cùng trải nghiệm nhé. Phần luyện thi Cambridge được chia làm hai trình Starters và Movers. Mỗi trình gồm 3 khóa học tương ứng với các kỹ năng Listening, Speaking, Reading and Writing. Khóa Speaking đang được cập nhật, bé hãy hoàn thành các phần khác trước nhé. Mỗi khóa học bao gồm nhiều đề thi khác nhau, bé nhấn vào ảnh đại diện của mỗi đề để bắt đầu làm. Cấu trúc đề thi được mô phỏng tương ứng với các đề thi thật, gồm nhiều phần. Sau khi làm xong, bé nhấn kết quả để xem kết quả bài kiểm tra của mình. Phần Live Class là lớp học được phát trực tiếp trên fanpage Alo Kitty tiếng Anh cho trẻ em. Lớp Live Class được phát sóng vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7, gồm 3 khóa học: Alo Phonics dành cho bé từ 3 đến 6 tuổi, Alo Vocab dành cho bé từ 6 đến 9 tuổi và Alo Talk dành cho bé từ 9 đến 12 tuổi. Tại mỗi bài giảng, bé có thể gửi bình luận thắc mắc của mình về bài học. Để quản lý việc học của bé, ba mẹ nhấn vào mục phụ huynh ở góc dưới màn hình. Ba mẹ có thể theo dõi thời gian học của con, danh sách các bài đã học và các mục đã hoàn thành hay chưa.
Bên cạnh đó, ba mẹ có thể tham khảo thêm các mẹo học tiếng Anh hiệu quả cho con trong mục Mẹo Hay. Chúc phụ huynh và các bé có những giờ học thú vị, hiệu quả tại Alo Kitty. Alo Kitty xin chân thành cảm ơn.